Video này là dành cho những ai đang muốn tìm địa điểm tổ chức sinh nhật đây. Lại một địa điểm quá ư là hợp lý để tổ chức sinh nhật. Vừa có mồi ngon, bia ngọt mà không gian thì cứ phải gọi là thoải cơn mái luôn. Chưa kể là nhà ở đây còn hơi bị cháy nữa nha. Quán này là mấy ông anh mình tìm cho mình đấy. Mấy ông anh mình thì hay ngồi chiêu chiêu bờ kè nên là biết. Mình đặt bàn trước này là được giảm 15% trên bill món ăn nữa nè. Tim mình á thì được cái là uống thì ít mà phá mồi thì nhiều nên là đi đâu thì cũng phải có mồi ngon mới chịu nha. Quán này thì đồ ăn rất chi là ok luôn á. Thử tám món thì ok cả 8 luôn, có đều á là gia vị nên nếm sẽ hơi đậm đà một xíu để uống chung với sinh tố lúa mạch là vừa. Người ta gọi đây đúng kiểu là trời sinh một cặp. Có ba món mà mình siêu ấn tượng của quán đó chính là ba dọi xà tắc, tôm phù sĩ và cái lẩu thái. Có tới á, thì mọi người nhất định phải thử nha. Tin tôi là nó ngon ồ oh wow luôn á. Rồi nãy giờ là cũng phá mồi đủ rồi nha. Giờ là vô việc chính xử lý mấy cái tháp lúa mạch thôi nè. Xong rồi là còn thổi nến ước nguyện cho con mãi tuổi 18 đầu ơ nữa. Mấy anh em tôi chiến ở đây xong là còn đi tăng 2 tăng 3 nữa nha. Ai mà cũng sắp sinh nhật hay là đang tìm quán nhậu Mồi bén nhạc hay á thì cũng lưu ngay cái quán này lại nha. Tên quán là Escape nằm ở 574 Trường Sa phường 2 Phú Nhuận. Mở cửa thì từ 15 giờ chiều đến 5 giờ sáng. À nếu như mà ai đang thắc mắc về giá thì quán này giá rổ siêu học sinh sinh viên luôn nè. Bữa là mình đi 8 người á, mình sẽ để hóa đơn đây cho mọi người tham khảo nhé.